Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi thìn tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Thìn tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch này có vận trình sự nghiệp có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm, vì thế mà bạn cần luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan, lơ là vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát. Trong tháng có được sự phù trợ của cục diện tam hội nên người tuổi Thìn dễ đạt được nhiều thành công trong công việc thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế của mình và dường như mọi việc bạn bắt tay vào làm trong thời điểm này đều tiến triển khá thuận lợi với bạn. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng khiến bạn được nhiều người giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Và bạn cũng hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Đặc biệt với người tuổi thìn có được quý nhân còn có thể xuất hiện vào thời điểm này giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân người đó có thể sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý, vì thế hãy luôn giữ tinh thần khiêm tốn lắng nghe để có thể học hỏi thêm được những điều hữu ích. Nhân thời điểm thuận lợi như thế này, bạn có thể tranh thủ bắt tay vào làm những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chớ nên tiếp tục trần trừ, do dự. Bạn nên tin tưởng hơn vào năng lực của mình để tìm được quyết tâm làm mọi việc đến cùng. Một khi đã đạt được thành công, bạn cần tiếp tục tìm ra những đích đến mới cho mình, đừng vội hài lòng với thực tại rồi dậm chân tại chỗ. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy nhiều người dễ rơi vào tình trạng trì trệ, không muốn tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên trong tháng cũng gặp sao thiên cầu hung tinh xuất hiện cũng là lời cảnh báo với bản mệnh rằng kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác. Bên cạnh đó dù tháng này gặp nguyệt lệnh lâm mộ đem lại cho bạn ít nhiều tác động tiêu cực, song bạn cần nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng bằng lòng với thực tế, trở nên trì trệ, thiếu cố gắng. Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát đẩy mình vướng vào cảnh thị phi tranh chấp. Tử vi tuổi Thìn tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi Thìn âm lịch cho thấy tháng đầu tiên của năm mới đánh dấu những dấu hiệu khá tích cực trên con đường tài lộc của người tuổi Thìn. Ngũ hành Tam hội đem lại cho bạn sự trợ giúp lớn lao, giúp bạn hoàn thành những công việc trước đó một cách đơn giản và thuận lợi hơn nhiều. Trên phương diện tài lộc, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, đặc biệt là với người làm đầu tư kinh doanh. Bạn có thể làm quen được với những đối tác khách hàng đầy triển vọng, giúp mở rộng thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình, giúp thu về khoản tiền rất triển vọng. Để có thể kiếm về một khoản bộn tiền, bạn khó tránh khỏi những lúc va vấp vất vả, nhưng thành quả cuối cùng chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ mà một số người có vẻ trì trệ, không muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thích ăn chơi, hưởng thụ hơn, nhất là trong giai đoạn đầu năm khi dư âm Tết vẫn còn. Bạn cần nhắc nhở mình nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ, chớ quan tâm đến những công việc ngoài lề. Giai đoạn này nếu bạn không tiến bước thì rất dễ bị người khác tranh thủ cơ hội vượt qua sao thiên cầu là hung tinh chiếu mệnh, lời khuyên cho bạn là nên chú ý hơn trong cách cư xử, dù có cạnh tranh để tranh giành đối tác, khách hàng với người khác, bạn cũng nên tự nhắc nhở mình bình tĩnh hơn, chớ hành xử nông nổi rồi cuối cùng ai cũng rơi vào cảnh khó xử. Tử vi tuổi thìn tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện tình cảm. Với bạn tuổi thìn trong tháng 1 âm lịch này, chuyện tình cảm có tiến triển thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách cư xử của bạn nhé, trong tháng đang có được ngủ hành tam hội che chở, đem lại cho bạn những mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới, với người thân trong gia đình mình, nhưng ngũ hành tương khắc cũng sẽ khiến những rắc rối thường xuyên xuất hiện. Thời điểm này, người độc thân thường xuyên được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhờ vào các mối quan hệ xã giao rộng rãi của mình, bạn cũng có thể tự tìm ra người phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên nhanh chóng tìm cách kéo gần khoảng cách với người ấy, chớ nên bị động chờ người ấy tiến tới với mình trước. Bạn không nên quá nhút nhát hoặc lười yêu đương. Bạn cho rằng mình hoàn toàn sống tốt khi chỉ có một mình, nhưng đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ cảm thấy yếu lòng và muốn có một người nào đó để dựa dẫm. Hãy thử cho những người thật lòng với mình cơ hội tìm hiểu kỹ hơn nhé. Người đã lập gia đình nên chủ động giữ khoảng cách với người khác. Có thể những thành tích cao trong công việc của bạn khiến người khác giới để tâm, chú ý và muốn tiến tới gần hơn với bạn. Tuy nhiên, bạn cần ý thức được rằng mình là người đã có gia đình, chỉ một phút ham vui cũng có thể khiến những người thân thiết nhất tổn thương, lại gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Vợ chồng cần phải bao dung cho nhau nhiều hơn, không nên đặt cái tôi của mình lên quá cao. Khi mâu thuẫn nổ ra, bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương để quan sát vấn đề hoặc chủ động là người xuống nước trước rồi tìm cách bàn bạc lại vấn đề sau, như vậy mới giúp gia đình yên bình. Tử vi tuổi thìn tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện sức khỏe với bạn tuổi thìn bước sang tháng đầu năm của năm nhâm dần này đáng mừng là bạn không gặp vấn đề gì quá đáng chú ý trên phương diện sức khỏe của mình nhờ vậy bạn luôn duy trì được tinh thần hăng hái vui vẻ một số người có thể cảm thấy sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì khi không quá bận rộn cho sự nghiệp bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe chứ không nên lười biếng chỉ thích nằm hoặc ngồi một chỗ Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi thìn âm lịch thấy rằng, khi thường xuyên hoạt động, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn, tránh được nhiều bệnh tật phiền phức đến với mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn trong tháng 1 năm 2022 âm lịch này. Tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Quý nhân, người tuổi tý, người tuổi dần. Tiểu nhân, người tuổi mùi, người tuổi dậu màu sắc may mắn màu cam màu trắng tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi có thể mở rộng quy mô đối tác khách hàng quý nhân người tuổi dần người tuổi mùi tiểu nhân người tuổi hợi người tuổi mão màu sắc may mắn màu tím màu đen tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết đề phòng kẻ tiểu nhân cố gắng tránh xa những thị phi mâu thuẫn quý nhân người tuổi dậu người tuổi hợi Tiểu nhân, người tuổi Tý, người tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. Tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc Nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết vợ chồng mâu thuẫn, chớ nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao. Quý nhân, người tuổi Mão, người tuổi Ngọ. Tiểu nhân, người tuổi Mùi, người tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. Tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim Nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết quan hệ xã giao tốt đẹp có thể gặp được người phù hợp với yêu cầu. Quý nhân, người tuổi Hợi, người tuổi Mão. Kiểu nhân, người tuổi Mùi, người tuổi Tý. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Thìn trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại